Không, mấy bữa nay ông có cua cái vụ Phương Hằng với Hồi Linh không? Chứ tôi với bà có kế điện thủ á. Thì bà xem cái gì tôi xem cái đó thôi. Bà hủi chứ nghe mắc cười bà. À ha. Quay. Thông tin ra ngán nhiễu lộn không thì lộn xe ngạo hết trơn. Không biết đường mồi lần á không. Bà suy nghĩ nhiều. Chứ tôi thì đơn giản. Tôi thấy cũng giống như cái chuyện bà trồng đậu phụng mà mắc mùa đó. Ủa? Liên quan gì tới chuyện tôi trồng đậu phụng không? Đó. Nam mô bà lồn đậu phụng cũng trúng hết trơn. Ép vào phụng là được 130 thế 100 lít vào. Lồn sớm thấy mấy bà ê cũng khen thôi. Xui trời. Bà xá này bà lồn đạo cũng dữ á. Bà xá này lồn đạo xịn. Nam này ra cái bà nhót cút cỏ. Không thèm tưới nước lúc trời nén hạn. Đạo phụng mất mùa. Bà ép được có 30-40 lít vào. Rồi tôi thấy mấy bà đăng xuống cũng biểu mâu. Cũng chê cười bà đó thôi. Thiệt á. Ngu thì tôi cũng ngu rồi đó. Nope. Mà ông lấy cái ví dụ dẫn chứng cho tôi nghe lọt nhắc ra. Ý tôi nói là bà đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi cúng vô trong cái bằng sái của dư luận xã hội. Nhất đào. Rối loạn tiền đình rồi hành tôi chở đi đòi nẻ không bệnh. Đó. Thấy không? Giam do Tôn Quốc chi rồi thì cuối cùng cũng ý muốn nói là sợ tu hành chứ chi. Đúng rồi. Đi qua bên bà hồi xóm đó. Để bỏ hành cho sướng. Con dò này hành mệt lắm. Chuyện cũ mà bò cái đêm nhét khon nữa bà. Lỡ có lần mà mình nuốt khon. Vậy chứ. Đúng rồi. Có phải mà hồi đó mà ông Toán tỉnh tôi á. Thì tôi cũng không nhét chi. Bởi vì tôi ngu. Còn đàn này tôi hồi đó tôi đi Toán tỉnh không. Thì tôi phải nhét chứ. Ủa mà ra nữa bà. Bởi vì tôi cũng ngu luôn. Thôi, bà đã bỏ qua cho tôi rồi. Bà đừng có nhét nữa. Tôi xin bà đó. Có cái quán nôm này, ê không biết là tôi yêu bà số mặt. Ông, chỉ được cái nịnh thôi. Thôi nói chuyện khóc đi bà. Tôi tính giữa thống xá này, đi đòi nạn chơi chiến. Dịch bệnh mà đi đa bà. Đòi nạn đoan kiểm dịch rất tốt. Tôi dự đoán là khoảng giữa thông xa là hết giãn cách xã hội, trở lại bình thường. Hai vợ chồng mình đi đồ nản chơi chiến. Đù, đạo phụ mất mùa mà cũng chịu chơi với bà. Đi chơi ở đâu tôi tiếc, chứ ở đồ nản tôi không sợ tiếc tiền. Tốn 10 lít vào, giữ lại 30 lít để vợ chồng mình ăn. Bón 50 lít được 6 triệu. Tôi tính ít hơi trăm ngàn, hai vợ chồng mình đi chơi đồ nản. Ít hơi trầm ngòn, hơi vợ chồng mình đi chơi rồi nẻ. Chứ, nếu mà kêu không tiếc tiền thì còn nuối rứa thầu chứ tôi cũng bạc hết theo chứ ăn muối chi chi. Chơi đi rồi đòi nẻ á. Đạo tiền là trả xuống biển Mỹ Khê. Bám mắt. Sang rồi có đợt đi lên cầu tình yêu. Tôi với ông chụp tấm hình. Dò rồi mà còn đấu. Ông nói cái gì? Không. Ý tôi nói là ghi chú đi lên cầu tình yêu là phải đem theo cái ổ khóa ăn ghi chú liệu hầu. Chứ tới giờ ăn cơm ngủ nghỉ cái gì đó không, tôi đang lo bà nè. Lo cái gì? Không biết chừ ở bên Mỹ họ ăn cơm chứ bà hàng. Ông tồi lô. Tới giờ ăn cơm thì ăn cơm. Cái chuyện trước mắt mình không lo, mình đi lo cái chuyện bên Mỹ. Lô. Ông. Hả? Đừng có nói với tôi là ông lo là ở bên Mỹ là họ uống nước chè hay là uống nước lạc nghe. Không. Tôi lo chuyện khóc bà ơi. Lo chuyện gì? Cái lỗ mũi mình á, nó chốc xuống. Cái hén mặn chốc lầy nhá. Đi tám nước vô chết cái bòi. Tôi mệt cho ông hung rồi đó nghe. Ông lo bao cái chuyện chi chi đâu tù lô thiệt á. Ủa? Chứ bà biểu tôi là lo cái chuyện trước mắt. Chứ cái mũi mình không phải trước mắt hả bà? Chứ cái mũi mình không phải trước mắt hả bà? Tôi lạ thôi. Ê bà. Bà. Nhớ cái nam 2016.
Hồi nó xuống Hội An để xin việc làm trả xe du lịch mà. Thì hằng ngày em giới thiệu vô chỗ Hùng Vĩ Travel đó, vô để xin trả xe du lịch. Ở trên quê này đi xuống thì vô gặp anh Hùng. Anh Hùng là anh là sếp, người nhỏ con mà vui vẻ dễ thương lắm. Thì vô phản vấn nói chuyện đồ xa xui hết rồi. Thì anh mới kêu là vì cái trình độ lái xe thì anh có thể kiểm tra em được. Nhưng mà để chạy xe du lịch thì em phải có chút kiến thức tiếng Anh để phục vụ việc chăm sóc được. Thì không biết là cái trình độ ngôn ngữ của em ra. Thì mình cũng nói thiệt. Hồi môi chị ở trên quê thì chợ khách Việt rồi chợ đám cưới đám hủ chứ có biết gì đâu tiếng Anh. Thì anh mới mình mới nói thôi anh nhận em vô lồn đi. Rồi em hứa là những lúc rảnh em sẽ tự lên mạng em học tiếng Anh thêm để trao dồi kiến thức phục vụ công việc chăm sóc. Anh nghe mình nói đứa thì anh cũng thương, anh nhận. Thấy có chí cũng lồn chỗ ảnh nữa thì anh nhận. Rồi anh cũng dạng là mấy ngày đầu thì chạ mà gặp khách nước ngoài thì em cứ vết nô nô thôi. Đó, nói đã đó. Nói vết mà tháng bùng bùng khó chịu thì mình đỡ mình nô nô thôi, có chi đâu. Từ từ cũng quen. Thì anh dạng dò đó thì cũng nén yên tâm. Rồi ba ngày đầu đó là cấp cho chiếc bãi chỗ. Đây. Trời, ngon lạ. Còn khách Việt không mà ba ngày đầu có gì đâu có. Đẹp. Ngày thứ tư là lên luôn, khó trang xiết chạy luôn. Hồi đó mình bàn đê, nó đúng bàn đó, chạy xe 16 chỗ. Ngày đầu lên khó trang xiết thì gặp trục trặc liền. Chở bả một tay ba lô. Đó ở ngồi sân ba đó. Chở về cái hôm style ở dưới Cẩm Thành. Lâu quá cũng không nhớ cái hôm style. Cái thì vừa về bỏ sang bả ông tay rồi thì mình ra mình la chùi xe, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón khách khớp. Thì đón la chùi dọn dẹp vệ sinh thì có khứ tay cũng một đăng bả cái thằng mà mình mới chạy về nữa đó. Để cứ lạ cứ nói chuyện với mình. Cứ xí lô xí lạ cứ nói cái gì đó. Nghe ăn mà có hiểu cái gì đâu cả. Cái nói đó cái mình cũng rẽ đàm không hiểu. Mình mới nhớ là cái lời ủng hộ cũng dạ. Không biết gì thì nó mới dắt nô nô nó đàm. Đoán nè, cái mình đoán cái mình đúng không? Yeah. Cái thì mình nói yeah sao mà thì cũng vui vẻ. Ôi trời, cho nó cười cũng vui vẻ đi. Ôi trời, ngày đó ngày được không rồi đó. Trời, cho ngày đó cũng yên tâm. Cái vui vẻ sang rồi, cái tưởng sang rồi không? Vô không nói tiếp à? Ôi trời, cho nó bù vô hủa nữa, không nói nữa, không nói chi. Quyên thiên lộn xà ngào, không hiểu nổi. Mà mình còn đơ, còn nói. Đơ, muốn nói hồi nãy. Mình không biết ra, mình nói ngộ nghĩ là hay mình đỡ qua mình nói no thử ý không ra no. Cái mình vừa no xa cái là hắn oa vô đó bắt đầu hắn xù lông này hắn núi quyến thiên trời đất cái trời ơi trời sọn hồn luôn á không hiểu cái chuyện gì đâu xảy ra mà cái mình sọn quá mình hay là mình phát âm sớ thôi mình nói từ từ mình nói rõ lại cho hắn hiểu đi no mình vừa no xa cái là hắn quất phát ông châu vậy trời ơi hắn quánh bầu vô ông xóa ông quánh mình nữa đó ôm đào bỏ chạy đứng nhún chết chết tay mà to đùng đứng nhún chết chết tay mà to đùng cán đào đứa đó bỏ chạy chạy rồi trời ơi hay cái nào có cái cô đó của đi cái chiếc xe đột của đi bón trái cài của cái vỏ của bón trái cài thì của chặn tay lại của kia xp của đứng của nó á bắt đầu của nó tiếng Anh chuột chuẩn hay của nó tiếng Anh được. Mà đa số ở những người ở trên Hội An đó là dưới Hội An đó là ê không biết nói tiếng Anh hay cái thì của đứng của phân tích của nó thông dịch ra nó mới khứ tay thì khứ tay cứ hết giận cứ tự nhiên cứ bình thường trở lại cái thì cô mới kêu mình lẹ vì con cứ lẹ đi có cô đây cô thông dịch cô giải thích cho yên tâm đi đừng sợ lẹ đây thì mình bắt đầu mới vốn sợ sệ mình mới đi lẹ mình lẹ cái đầu cô mới giải thích nói chuyện sáng xui hay dầu trâu cho trời ơi quá quả bùng bình ý thứ tay thứ loa thứ hủa mình là mi có thấy cái vỏ sách ta để quay trên xe mi không có cái vỏ sách nhỏ nhỏ nè mi có để ý là mi thấy cái vỏ sách ta để quay trên xe mi không thì cái câu đầu tiên mình trả lời yes những vui đúng rảo cái câu thứ hai thì mới nói rằng là trang nó có một cái passport với một số giấy tờ rất là quan trọng mi có thể trả lại cho ta không hẳn nói nguyên thiên mình đâu có hiểu chị câu thứ hai mình trả lời no ok chơi mà ngót câu thứ ba ăn nói là đó là những giấy tờ quan trọng. Mi mà chỉ cần nuốt không tiếng nữa là ta đập mi luôn tại chỗ. No. What is that?
Mi mà chỉ cần nuốt không tiếng nữa là ta đập mi luôn tại chỗ. No! À, đó là một câu chuyện Tiếu Lâm các bạn. Một câu chuyện Tiếu Lâm. Thì câu chuyện này mình được nghe từ anh Thá ở dưới Hội An. Anh Thá là cũng chạy xe du lịch. Anh kể cho mình. Thì mình kể lại cho các bạn và mình lấy chính mình ở trong cái nhân vật câu chuyện luôn. Thì đó là một câu chuyện Tiếu Lâm, nhưng mà những cái hình ảnh ở trong đó là thật. Thì thật là mình có chạy xe du lịch 3 năm ở Hội An. Mình có làm cho Hùng Vĩ Travel và sếp Hùng cũng là thật. Rồi Ford Transit 16 chỗ cũng thật luôn. Là chiếc 92B00492 là đó mình chạy. Trước khi mình kể chuyện Tiếu Lâm thì mình có alo cho anh Hùng rồi, xin phép để kể chuyện rồi. Thì mình kể chuyện Tiếu Lâm thì chỉ hy vọng là mà đem đến cho các bạn những cái tiếng cười vui vẻ thôi. Và thông qua cái câu chuyện thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị em, những người thân thương, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn yêu thương, giúp đỡ và che chở những lúc mình khó khăn. Suốt 3 năm mình làm việc ở Hội An rất là trân quý và mình xin cảm ơn rất nhiều. Ở đó có nhiều kỷ niệm đối với mình lắm và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quay. Thứ hai nữa là mình cũng xin gửi lời yêu thương đến thành phố Hội An, một thành phố rất là tuyệt vời. Đặc biệt là có món cơm gà Hội An rất là đỉnh, rất là ngon. Và clip thì đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tự nhiên ngồi cái nhớ lại cái cảnh năm 91-92 ở một cái vùng quê Quảng Nam, có cặp vợ chồng đó. Sống riêng, sống trong một cái ngôi nhà kiểu như nhà bay bình thường. Thì sau một cái buổi cơm trưa, anh chồng anh ngạo hứng quá, anh muốn tò te tú tí với bà vợ xí. Ông bà mình cũng nói rồi, nhất buổi trưa nhì trời mưa, buổi trưa nhì trời mưa, chuyện đó là cái chuyện bình thường. Rửa là hơi vợ chồng lên giường tò te tú tí. Đón tò te tú tí là cái ông Mạnh ở đâu hòn số ông đi qua. Ọt thiệt, cái cúc bị hư. Anh qua anh mượn cái cúc để chiều anh ra đồng sớm. Anh lon ton anh vừa qua cái ngõ rồi đó, cái bà vợ bà nào đang nhờ bà nhìn rồi. Bà thái đâu? Châu cho trời, bà thái ông Mạnh vô bà quả. Bà đập cái dưa ông chồng. Anh ơi Mạnh vô, Mạnh vô. Ông chồng đâu biết gì đâu, ông quay lưng ra ngủ á. Ông Châu giọng nghe bà nói Mạnh vô đó không chứ không. Điểm găng này nó lạnh phi nước đà. Mà anh còn phi thì bỏ còn quả. Anh Mạnh vô. Châu cho bà còn nữa bao nhiêu là anh còn kiển bái nhiều nữa. Anh còn kiển thì bà vợ bà còn quýu. Anh Mạnh vô mà ơi anh Mạnh vô. Cái cảnh ốc thiệt chứ. Ông điên quá đi mà. Điên thế rồi còn ưng cái chi nữa mà Mạnh. Anh chửi. Một quý thì cái chứ. Ưng cái chi nữa mà ưng. Le cũng hàng rồi đây. Mạnh chi nữa mà Mạnh. Le cũng hàng rồi đây. Mạnh chi nữa mà Mạnh. Cái thì anh Mạnh cũng vô gần tới rồi. Anh thoáng qua cái anh thấy cái cảnh này anh hiểu rồi. Ôi ôi anh chị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cứ tự nhiên là tôi cũng mới ở nhà qua đây mà. Tôi cũng mới ở nhà qua đây mà. Thôi tôi về cứ tự nhiên đi. Nhất buổi trưa, ngay trời mưa. Chúng mày. Hồi lao nữa, có một anh chòn nọ lái được một cô gái quê xinh đẹp hiền lành, nhưng lại quá ngây thơ. Một buổi sáng sau đêm tân hôn. Chồng này chồng ơi, anh có cái ái hay, em thích ghê luôn á. Mà đàn ông cất anh ơi cũng có cái nữa hả chồng? Mô chỉ có một mình chồng em thôi, duy nhất chồng em mới có thôi ha. Ba tháng sau. Chồng ơi chồng, anh á là lừa dối em đó. Em thấy anh Thịnh chạy hòn xóm
cũng có cái ái như chồng đó. Hình dại hòn xóm cũng có cái ái như chồng đó. À, anh có hê ké như rứa, anh tháng không có cái mùi dụng hay, anh mới đưa cho hắn mượn ké đấy chứ. Ôi trời ơi, đang anh ngu cái rứa, cái tốt hơn xịn hơn anh lại đem đi cho mượn. Cái tốt hơn xịn hơn anh lại đem đi cho mượn. Đi qua đậu cái nó gì cho em. Trời ơi, nổ nữa đi con, nổ cho tối vô đó. Dốc cái sừng nó đi nổ với Hảo. Dốc cái sừng nó đi nổ với Hảo. Có cặp tình nhân rùa nọ, thế con rùa mà yêu nhau mà gọn như là yêu xoa đó, lao lao mới gặp nhau lần. Một hôm nó cũng lao lắm rồi chưa gặp nhau, mua cũng cả nửa tháng á, cái thì hơi con rùa mới hẹn nhau ra cái chỗ cầu đất này để nói chuyện tình yêu. Cái cầu đất nó thì mót mẻ rỗng mọt, cái thì gặp nhau nói chuyện tình yêu được chi đó sang xuôi hết rồi thì mới đè nhau ra ái ái luôn chỗ nó luôn. Cái thì ái ái sang xuôi hết rồi thì mới hẹn mơ gặp tiếp, mơ gặp nữa cũng ở cái con đất này giờ nữ đó tới gặp nha. Rồi thì về nhà nái nữa đó. Qua ngày hôm sau thì cũng tới y cái giờ nữa đó, con rùa đực đi tới. Nó vừa tới cái chỗ con đất thì thấy con rùa kế nằm ngửa đó rồi, chờ nó dọn như chờ nó, cái nó lẹn nó chạc cái chế bộ em nhớ anh lắm hả, em muốn anh lắm là rằng em nằm ngửa rồi em chờ anh đây. Thì con rùa kế nó mới từ từ nó ngước cái đào lên, nó muốn cái đào không á. Bữa hôm qua ông lồn sang rồi ông có lặt tôi lẹ không? Bữa hôm qua ông lồn sang rồi ông có lặt tôi lẹ không? Để tôi nằm ngửa từ hôm qua tới bữa nay mà chỗ này không mót á, chứ mà hắn né như cái né miền Trung á, chắc chết mẹ tôi rồi. Lùng ơi Lùng. Dạ. Vô đây. Chị đâu hả? Bữa nay cho có cái chuyện này mới để cho kể cho con nghe. Hồi nữa ở trong cái bệnh viện tâm thần nó có năm cái phòng bệnh, mà mỗi phòng bệnh á là có 4-10 bệnh nhân. Thế thì cũng đông quá, cái ông bác sĩ ông mới ông quản lý không nổi mà ông mới tìm ra một cái thằng mà gọi là tỉnh tốt nhất, gọi là được nhất, để lên lùng trưởng phòng tâm thần. Thì ông vô phòng thứ nhất ông hủa một cái câu hủa gì đó, cái thằng mới trả lời được là lên trưởng phòng tâm thần số 1. Tương tự như rửa đã có qua phòng số 2, trưởng phòng tâm thần số 2. Ông vô phòng số 4 thì ông mới lấy cái quà, ông lấy cái quà mà đụng nước thì cái đây là cái chi. À, có thằng thì cũng kêu cái mũ, thằng thì cũng kêu cái bô, thằng nữa cũng kêu là thưa bác sĩ, cái nữa là cái toa đựng nước. À được, mày lồm trưởng phòng tâm thần số 1. Ông vô phòng số 4 bút gì bút bì rồi, cái này là cái chi? Thằng thì cũng kêu cái tạp sĩ ren, thằng thì cũng kêu cái ống hút, cái thằng nó kêu dạ thưa bác sĩ đó là cái bút bi. Được, mi lồn trưởng phàng tâm thần số 4. Cũng vô phàng số 5 cũng lấy nó cái gì mà họ hót rồi kia không biết rô. Đúng, mi là trưởng phàng tâm thần số 5 á. Không biết rô. Đúng. Mi là trưởng hoàng tâm thần số 5 á. Ở trong một cái buổi tổng kết cuối năm của một cái khu du lịch nọ, ông giám đốc ông đứng lên ông phát biểu, ông nói chuyện về khen thưởng rồi thu chi bón vé đồ các kiểu. Nói chuyện sang rồi thì ông mới nói tất cả những nhân viên ngồi ở dưới, ông kêu là có ý kiến gì thì mời phát biểu. Thì không có ý kiến gì hết, chỉ có duy nhất cái ông chú nữa, ông ngồi hồi cuối cùng ông đưa cái ta lên ông phát biểu. Thì chừng đó ánh mắt đổ xô gì hóa ra là ông chú bảo vệ. Thì ông giám đốc mà mới nói thế chú bảo vệ, chú có ý kiến gì hả, mời chú đứng dậy chú phát biểu đi. Thì ông chú bảo vệ ông mới từ từ ông đứng dậy, ông nói
Tôi xin thưa giám đốc với toàn thể nhân viên, tôi lồn ở đây thì cũng được 30 năm rồi, còn 10 ngày nữa thoát thì tôi cũng về hưu. Thôi thì tôi xin hiến một cái vật cho khu du lịch. Thì ông giám đốc mà mới dọn như mỉa mơ, thì ông bảo vệ thì có cái gì hiến. Nhưng mà trước mặt mọi người cũng phải hủa chứ, họ phát biểu mà. Thế chú muốn hiến cái gì thì xin mời chú cứ trình bày đi chú. Thì ông chú bảo vệ ông nói tôi xin hiến cái quần. Có chừng nữa người bắt đầu là xôn xô xì xầm. Cái ông này không có chuyện gì, tôi phải hóa đi, không có chuyện gì vô duyên đi. Thế là ông giám đốc ông chửi. Chú, đây là công ty, đây là doanh nghiệp. Chú nói chuyện, chú phát biểu rằng cho chừng mực chứ rằng chú nói chuyện vô văn hóa cái mấy chú. Chú tưởng chú lớn rồi chứ nói gì chú nói à. Thì ông bảo vệ ông mới từ từ ông nói. Không, tôi nói thiệt với mọi người á. Tôi làm bảo vệ ở đây 30 năm rồi. Tôi để ý hễ cứ khách vô thăm quan sang á. Hắn đi roan đều nữa. Cái khu du lịch này không có cái quần quà chứ cô ấy trơn. Cái khu du lịch này không có cái quần quà chứ cô ấy trơn. Đó. Tôi tháng thiếu cái gì tôi hiếp cái nái thôi chứ đâu cả. Chứ cái tình hình hỗn loạn của thế giới hiện nay, cần phải có một cái nước đầy đủ uy tín để mà đứng lên lãnh đạo thế giới. Tức là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới tổ chức một cái cuộc họp khẩn cấp để mà tìm ra đợi co thế giới mới. Vô cuộc họp cái đầu là đại diện của nước Anh đứng lên phát biểu trước. Ông Anh ông đứng lên ông kêu là theo tôi thì chỉ có Mỹ mới xứng đáng thôi. Vì cái nền kinh tế với quân sự Mỹ là số 1 thế giới. Ông vừa dứt lời sang là ông Trung Quốc đứng lên chen vô phản bác liền. Theo tôi thì chỉ có Nga mới xứng đáng thôi. Vì nước Nga là người ta đánh thắng được phát xít Đức, Ý, Nhật để mà giành lại cái hòa bình của thế giới. Cho nên Nga mới xứng đáng. Rồi là sang rầu ra là ông Nga mới từ từ đứng lên phát biểu. Tôi nghĩ là chỉ có Việt Nam là xứng đáng nhất. Bởi vì ông Việt Nam là ông đánh bại 3 trong 5 nước có mặt ở đây. Rõ ràng là miếng nước. Chưa nữa là cái vụ mà virus corona. Còn virus corona quý vị thấy đó. Nó lồn cho Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, cả thế giới phải điều đứng. Toàn đó. Rửa mà không lồn chỉ được Việt Nam hay. Không ai nhàm gì hết. Gửi mà. Bởi đó mới nói Việt Nam rất là chứng nhát. Ngày đến đài sang đầu thì đại diện của Pháp, rồi Mỹ, rồi Trung Quốc rồi là tới mẹ hay. Im ra hết ta. Cuộc họp là bắt đầu lạnh lùng ra đây, trầm lém. Một lót xa sau khi mà lái bình tĩnh lại sang rồi, ông Mỹ ông mới đứng lên phát biểu. Thưa quý vị là tôi chỉ thua Việt Nam duy nhất có một lần. Cái tôi đại diện phốt lên tiếng. Tôi thì tôi chỉ không ăn Việt Nam được 2 lần chứ mấy. Lúc này đại diện Trung Quốc mới có vẻ kiểu như là ủ rũ buồn buồn. Ông đứng lên ông mới nói. Thôi, tôi xin hoãn cuộc họp ở đây. Lúc đó quả cuộc họp bắt đầu là còn có sồn sồn. Chỉ ví dụ như thế này. Cái thầy ông Trung Quốc phát biểu tiếp. Tôi xin hoãn cuộc họp ở đây để tôi về tôi lấy máy tính tôi tính lại. Chứ tôi không nhớ nổi là tôi thua Việt Nam bao nhiêu lần mà. Tôi về tôi lấy máy tính tôi tính lại. Chứ tôi không nhớ nổi là tôi thua Việt Nam bao nhiêu lần mà. Khổ. Cái là sang khi hậu nghị sang xuôi rồi hay là biểu quyết là cuối cùng là Việt Nam là đỡ co thế giới mà. Cưới mẹ. Dẫn của Việt Nam. Có ba ông Việt Nam, Mỹ với Pháp. Ba ông kiểu như là bọn bè của nhau mà. Rồi là một hôm là ba ông mới rủ nhau đi câu cá ngoài biển. Lên con tàu ra ngoài biển câu cá. Thì đón cao có như đó thì chẳng ma gặp cơn bổ. Bổ thổi hắt cái con tàu. Rồi đãi bò ông trâu giọt vô trong một cái hòn đổ. Hòn đổ hoang á. Thì lên trên đổ nó nằm thì lưa đó thì hay. Ở đâu có ông bụt cũng xuất hiện. Rồi là ông cho mỗi người một điều ước. Mỗi người một điều ước. Ông Mỹ ông dành ước trước. Bút bút bút. Bụt cho con ước được quay trở lại đất nước thân yêu của con. Vừa nói dứt lời ra cái là ông Mỹ quay trở lại đất nước ông. Ngồi trong một cái nhà hòn đó, ăn mặc đồ nường. Tới ông Phúc. Ông Phúc cũng y chon nữa. Con ước buộc cho con quay trở lại đất nước Phúc thơ mộng của con. Cái là vừa nói dứt lời sang thì ông Phúc cũng quay trở lại đất nước ông.
ngồi uống cà phê ngắm thuốc Eiffel tái quận ông Việt Nam nghe điên không rồi đó. Bụt, con ước cho hàng kia quay lại chỗ này giùm con nữa. Ước cho hàng kia quay lại chỗ này giùm con nữa. Giữa núi rất là xa, cái ông Mỹ Bông Phúc quay trở lại chỗ hòn đổ đó. Ông Việt Nam thấy ông Phúc Bông Mỹ quay lại ông mừng xóm rồi đó. Ơ cho hơi ông đây rồi. Tôi ước hơi ông quay lại là để tôi hủ hử. Ông mua giữ cái bịch màu câu có. Tôi ước hơi ông quay lại là để tôi hủ hử. Ông mua giữ cái bịch màu câu có. Chứ hơi ông về nước là một mình tôi trên đổ này. Là cái gì tôi câu có tôi sống. Đừng dõi rõ ràng. Bọn bạn nhau chơi rứa đó. Chơi thì mỗi người có điều ước mà ê cũng nghĩ cho riêng mình ấy trời. Ít nhất trước khi về nước cũng phải để lại cái bịch màu hoặc là chỉ cho họ cái đùm màu câu có chỗ mua để họ biết họ câu có. Họ còn sống chứ. Trời, ớt vậy chứ. Hầu lao nữa. Nhớ là thế giới có tổ chức một cái cuộc thi về cái làng gón giò hoặc là thi về cái bản lĩnh đó mà. Thế thì ông thể hiện, ông biểu diễn gì đó không cần biết. Miễn mà thế giới người ta nhìn vô, người ta thấy là cái bản lĩnh với cái làng gón giò ông, người ta kính phục, người ta phải nể, coi như là chiến thắng. Đó, cái là thi. Thì miết nữa là lọt vô vàng chung kết là có ba nước Việt Nam, Nhật Bản, Phương Phúc. Cái thầy thi biểu diễn trước khán giả mà tiếng nó đồng lắm, mấy chục ngàn người coi luôn mà. Rồi lại lên bốc xàm đại diện bò nước lên bốc xàm coi ông mua thi trước. Ông Nhật Bản thi đầu tiên, ông Phúc thi thứ nhì và ông Việt Nam thi cuối cùng. Ông Nhật Bản tinh thần võ sĩ độ cử 10 sĩ quan, ông hôm nay cũng đeo kiếm Nhật bên hông nữa đó, bước lên sàn khảo xếp một hòn giờ nữa đó. Cái đạo hồ một hai ba nữa, cái 10 thằng sĩ quan rút kiếm rồi. Thằng đâu là thằng 10 thằng cháy cháy khủng khiếp thì cái phải nói cái tinh thần, phải nói cái tinh thần đúng là tinh thần Nhật Bản. Hơi bị khiếp sợ rồi đó nghe, hơi bị khiếp sợ. Càng xui rồi là tới ông Phúc lên thi. Ông Phúc ông chiếu lên cái màn ảnh rộng bự trước sân khấu rồi, ông chiếu cái cảnh ông lùm một con tàu thủy to đùng, ông phải hơi sù rụng á. Sang đầu cái là điều khiển từ xa, lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa, bỏ ba tấn giòn lên trên đó, kê bố mạng giờ vô đồn quần. Sang đầu là ông điều khiển cho con tàu ông chạy rồi giữa đại dương nữa đó, bắn bom nổ đúng trời ơi là trời, ba tấn giòn giang tung té ngoài đại dương đó, ít thì giòn ở đau mà nhiều ghê đó không biết nữa. Chắc là hầu nến đô hộ Việt Nam mình rộng bợ gì bạn nhớ chứ giòn bao nhiêu không đó. Chắc là hầu nến đô hộ Việt Nam mình rộng bợ gì bạn nhớ chứ giòn bao nhiêu không đó. Việt Nam cũng thấy tắng máy rồi đó rồi. Con dọa vui vỗ ta đúng là biết thú, biết thú kinh khủng quá. Quá là bọn lệnh không biết. Sang xui rầu là tới Việt Nam lên thấy Việt Nam không cần sĩ quan, chẳng cần cần ngầm tờ thủy hiện đại gì, không cần dòn bọt cho bao. Cử theo ông nông dân rùa rùa ấm ấm rồi đó, giót cho mình. Ông cầm cái cưa, ông cầm chai nước rồi đó, đem cho mình để lại sàn khảo nữa rồi. Gót cái kẽn lại, nắm cái cưa cho mình để lại sàn khảo nữa. Gót cái kẽn lại, nắm cái cưa ông ở tay nắm bình nước tưới xuống, tưới cho ông khổ não rồi đó. Trời ơi là trời, bọn giống khổ là đứng hình rồi đó. Nó là phía xa thấy con giỏ trời rồi, chà là mất chép hay trời, dục chép chà mà tố lọn bùng bên đây đâu. Nó là phía xa thấy con giỏ trời rồi, chà là mất chép hay trời, dục chép chà mà tố lọn bùng bên đây đâu. Bọn giống khổ thấy sao được đâu, dừng đủ đâu trời. Ông nhất vô địch thiên hạ, không có đối thủ mà. Bọn lĩnh phải cảnh đó chứ phải chưa nuôi kiện mới dẫn bỏ cái thứ giòn bọt lũng chảy à. Có cặp vợ chồng nọ ở vùng quê nông thôn Quảng Nam mà, ở thì trong một đêm nọ đó thì có ông bụt ông hiện về để ông cho hai vợ chồng nó qua điều ước. Thì khi ông hiện về thì bà vợ mới giật mình, mới thức giấc. Cái thầy bụt mới nói là ta thấy hơi vợ chồng con lồm lộn cũng vất vả,
chăm chỉ. Thì ta thương, ta cho hơi vợ chồng con quá điều ước. Thì bà vợ bà nghe nói đó thì bà nghĩ là mình phải kêu ông chồng vậy cùng ước. Vì họ nói là thuận vợ, thuận chồng mà tốt biển đông cũng còn. Đó là bà kêu ông chồng giải ước. Chồng, giải ước chồng á. Giải ước. Ông chồng á thì quả ngạm đi lùa mùa đông đó. Mày đúng ý đó. Đó ngủ ngon mà chữ như cái bà này mới kêu ước cái chị. Cái là ông vàng tục. Ông dùng vàng đó, ông bà đi ngủ nè. Đó ngủ thiệt ngon thiệt. Ước cái con tét họ đó. Con tét là cái con nớ, mình nghĩ dữ đi. Cho ông lịch sự. Thì anh vừa nói dứt lời sang ước cái con két họ đó. Là két mới bảo mặt đại người ông đó. Ôi trời ơi, chỗ mô cũng có két. Két mặt trên trón, trên te, trên mũi, trên mát. Châu cho nhìn nó tù lú từ lửa bất cứ. Nhìn nó tù lú từ lửa bất cứ. Thế bà vợ bà mới nghĩ, sống với chồng có con két thôi cũng đã hạnh phúc rồi, trừ có đóng két mà nhìn bất cứ. Sao không đáng. Thôi chờ mình còn hê điều ước mà. Mình dùng một điều ước để mình ước cho nó sạch số cát đó đi. Sang rồi còn điều ước thứ ba thì mình ước ngồi nhòa là cái cà cái cúc gì đó. Chứ trừ mà loạn quọn kêu ổng dạy cái là ổng dùng vàng cái là ổng quan tục cái ổng ước tầm bại tầm bọ ổng chết. Cái ổng thế là bà vợ bà mới nói ông Bụt. Vợ thưa Bụt, con xin ước điều ước thứ hai đó là ước cho ổng hết cái số cát thằng chồng trên người chồng con. Thì vừa nói dứt lời sang cái là ông Bụt vãi cái tà bó cái sạch trơn két luôn. Ông trâu trời, trụi lũi từ trên xuống dưới. Quan giữ lại con cắt chính đâu. Ông trâu trụi lũi từ trên xuống dưới. Quan giữ lại con cắt chính đâu. Ông trâu trời ơi, trời đang trời. Đó lấy bởi nó là ước hai cái số cát mới có. Giữ lại con cắt cũ chứ. Trụi lũi hết trơn. Nó bây giờ mới ngồi mới nghĩ trời đang trời. Sống với chồng mà không có con cát rồi thôi sao không chạy. Nó sống mình chắc chứ sao không chạy. Đây là bà dùng điều ước thứ ba thôi. Cho con ước là con cát chính của chồng con. Mặn bự bự hơn xí được rồi. I'm sorry.